Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình iGop nhận 800 tóc cần có Kilostat chạy trên nền tảng Binance Smart Chain. Và con này nó đã liên quan đến mạng liên quan đến con NFT chạy trên nền tảng BET 720 các bạn. Thì đây là một dự án con NFT, thì nó trong chương trình dự án nó đang phát triển các bạn. Đây là một chain rất là hot các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video, mình mở ra link form các bạn. Thì các bạn dòng đầu tiên thì bạn mở địa chỉ với Binance Smart Chain nha các bạn. Một cái mạng NFT là nó trong giai đoạn phát triển các bạn. Sau này mà nếu mà phát triển thì một giá trị của token NFT sẽ chạy trên mạng NFT thì rất là cao các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn copy cái địa chỉ Binance Smart Chain các bạn. Thì cái mạng này, cái mạng Mainnet mới NFT này mình cũng không có rõ không cho các bạn, tại nó trong chương trình giai đoạn đang phát triển các bạn. Rồi bạn patch cho đây nè. Cái link form này sẽ đóng vào hàng ngày 24 tháng 3 10 giờ UTC của nước ngoài nha các bạn. Rồi bạn dán vào đây. Rồi các bạn, thì các bạn dán địa chỉ BNB Smart Chain vào, thì câu hỏi đáp án thì mình đã có để phần link mô tả cho các bạn các bạn. Câu số 1 đáp án A nè. Câu số 2 thì đáp án C nè các bạn. 30%. Câu số 3 là rành của nó, là con chắc của nó là câu số 3 là đáp án C. Đáp án C luôn các bạn. Phan. Câu số 4 là đáp án A các bạn. Câu số 5 là đáp án A luôn các bạn. Câu số 6 là đáp án B nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn follow Twitter và điền lại username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. A cộng anh 4 số 1 2 3 4. Rồi các bạn bấm gỡ để mình kiểm tra lại coi có đúng chưa các bạn, đáp án chưa các bạn. A B C. Vậy là câu số 3 đáp án D là 30% 3 mon nha các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ nữa các bạn. Đáp án qua để dưới phần link mô tả hết cho các bạn đó. Twitter mình ghi username Telegram chết rồi. À còn MMO của anh. Mình không kiểm tra lên là mình gỡ là tiêu. Rồi thì Twitter các bạn mình có để phần link Twitter dự án của nó, các bạn chỉ follow và tweet lại thôi các bạn. Vậy các bạn bấm gỡ. Ok, vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp. Đến đây cũng kết thúc, mình gửi các bạn dự án các bạn đừng quên like, subscribe, đăng ký cập nhật những cái tiếp theo từ mình nhé. Vì mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn những video clip tiếp theo từ mình.